hơn cả câu vô lao vào. Năm vị trí nhất bảng của Hà Nội thì họ cũng trải qua một bảng đấu rất quyết liệt, và vừa rồi thì Minh Đức đã mang về điểm số tiếp theo cho Hà Nội Buffalo. Ngoài ra đấy còn có cơ hội đứng trước và đánh bạc để mang về số thứ 3. Điều đây có thành công hay không đây? Và Hà Nội Buffalo sẽ được lấy lại bóng. Thế mạnh, chuyền vào trong tốt, Minh Bố chỉ việc dí rổ thôi. Một điểm tính đơn giản cho Công Minh. Và lên rổ cực kỳ khéo léo của Công Minh. Không, mà pha lên rổ tốt. Lại có điểm nữa đến từ Ngọc Sơn. Vâng, không có lỗi. Cả tình huống vừa rồi, Toàn Quốc kết liễu trận đấu bằng một cú táp lô 2 điểm. 21-18, Hà Nội Buffalo giành chiến thắng. Công Minh làm gì đây? Những nỗ lực đến từ các cầu thủ Hà Nội Buffalo quyết định ném 2 điểm. Thành công và end one. Quang Dương, có vẻ như Quang Dương đang vô cùng tự tin với những cú ném hai của mình. Chuyền vào, một điểm dễ dàng sau pha phối hợp của cả ba người. Vâng, và pha lên rổ tốt. Tay đã bắt đầu bước mà hơn rồi. Công Minh và lay up thành công từ Công Minh.